Suy niệm lời Chúa thứ tư tuần 7 Phục sinh. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Suy niệm. Trong thời khắc cuối cùng ở trần gian, Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ điều Ngài ưu tư nhất, đó là xin cho họ được hiệp nhất. Sự hiệp nhất tuyệt hảo là được nên một trong chúng ta. Được hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi. Đó không phải là một lời cầu đơn thuần theo cảm tính, mà là mối ưu tư thiết yếu, bởi vì đó là nguyên lý nền tảng làm nên hội thánh. Cũng như Thiên Chúa không phải là một ngôi đơn độc, mà là ba ngôi cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau, thì chúng ta khi được nên một trong Ngài, chúng ta cũng sẽ trở nên một thân thể duy nhất trong cùng một thần khí, một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Bằng mấy từ ngắn gọn, đăng giả hội, có nghĩa là lên cao thì hội tụ với nhau. Cha Jack Dean đã tóm tắt viễn tưởng của sự quy tụ mà Đức Kitô cầu xin. Đó là muôn loài được quy tụ trong Đức Kitô và chính người quy phục Thiên Chúa Cha của người. Quả thật, chúng ta càng lên cao, càng hướng thiện, chúng ta càng gặp nhau và do đó càng nên một trong Chúa. Hay nói cách khác, khi chúng ta càng sống theo thánh ý Chúa, khi ý Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, lúc đó chúng ta sẽ được nên một trong Chúa Ba Ngôi. Sống lời Chúa hôm nay, trước khi làm bất cứ điều gì, bạn cầu xin cho mình luôn làm theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Xin hướng chúng con về những thực tại bền vững trên trời với Chúa. Amen.